大家好，今天我们会做28个的练习，làm nội dung bài tập bài số 28. Từ đầu tiên ta có từ dùng trái chiều thèn khung, dùng trái hoặc chiều để điền vào chỗ trống. Hôm nay晚上看chiếu sải, chúng mình 5:30 就去晚饭了. Buổi tối ngày hôm nay thì xem trận thi đấu bóng đá, chúng tôi 5:30 thì đã ăn cơm tối rồi. Hôm nay buổi sáng khán chiếu sải, chúng mình 5:30 就去晚饭了. Câu 2, ní tẩn ý xa, ô mả sang chiều tỏ. Bạn đợi một chút, tôi lập tức đến ngay. Ní tẩn ý xa, ô mả sang chiều tỏ. Tí san, tha mấn, tha lần cơ sẻo sứ, trái chỗ bán, chơi chỉ cơ chỗ yê. Anh ấy 2 tiếng đồng hồ mới có thể làm xong những cái bài tập này. Tha lần cơ sẻo sứ, trái chỗ bán, chơi chỉ cơ chỗ yê. Tí sư, tha cao trung, càng bị yê, chiều ý cơ rấn, chuy cố ải, liều chế lọ. Anh ấy vừa mới tốt nghiệp cấp 3, thì đã một mình đi ra nước ngoài để du học rồi. Tiêu thì nói lại câu 4. Ta cao trung càng bị yê, chiều ý cơ rấn, chuy cố ải, liều chế lọ. Tiêu chứ đạo xem trải, của trái chứ đạo, ta chào chiều, xí khoan ngủ lọ. Chỉ có đến bây giờ tôi mới biết rằng là anh ấy đã thích tôi. Chứ đạo xem trải, của trái chứ đạo, ta chào chiều, xí khoan ngủ lọ. Tí liệu, chư phân phá hủy yếu diện, của chỉnh cho lợ khó chí vây thống sư trái phan y hoán. Biểu kiện tiếng Pháp này, tôi mời mấy bạn đồng sự liền mới có thể dịch xong. Chư phân phá hủy yếu diện, của chỉnh cho lợ khó chí vây thống sư trái phan y hoán. Chỉnh cho tức là nhờ hỏi, thỉnh giáo đấy, tiếng Việt hay gọi là thỉnh giáo. Tí chi câu 7, chưa chen y phụ chiều sang sứ tu khoải chén chân phú quỷ. Cái bộ quần áo này chỉ có hơn 30 đồng, thật là không đắt. Chiều ta cứ hiểu là thì, còn trái nghĩa là mới, cho dễ dịch, cho người ta ghép vào thì dễ giải thích hơn. Tí 3, bú yào là cơ xẻo sứ, y cơ xẻo sứ chiều tạo lợ. Không cần đến 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ thì đã có thể đến rồi. Bú yào là cơ xẻo sứ, y cơ xẻo sứ chiều tạo lợ. Tí 9, tha chào chiều xa bán lợ. Anh ấy sớm đã tan ca rồi, tha chào chiều xa bán lợ. Tí 10, chủ thiên tư chua yê, ổ y cơ xẻo sứ chiều chua hoán lợ. Cái bài tập ngày hôm qua, tôi 1 tiếng đồng hồ thì đã làm xong rồi. Chủ thiên tư chua yê, ổ y cơ xẻo sứ chiều chua hoán lợ. Dùng sư tạng tờ quan liên chữ thiền khung, dùng từ thích hợp đi vào chỗ trống. Tha sân bình lợ, chín thiên mấy giờ lại sang cơ. Anh ấy ốm rồi, hôm nay lại không lên lớp. Tha sân bình lợ, chín thiên mấy giờ lại sang cơ. Yên quay xẻng cha, suy ý, vô kể má mạ tả cơ thiên khoa. Bởi vì là nhớ nhà, thế nên là tôi đã gọi điện cho mẹ. Yên quay xẻng cha, suy ý, vô kể má mạ tả cơ thiên khoa. Tí san, vô chế tờ, chi mua. Chủ sự chẳng chẳng xẻng cha, tôi cảm thấy cô đơn thì luôn thường nhớ đến nhà, thường nhớ nhà. Tôi chế tớ chi mua, chủ sự chẳng chẳng xẻng cha. Thứ 4, ta khăn nhủy xuế tớ sứ chen bù chẳng. Bú quả khăn nhủy ta xua tớ khẩn liếu lị. Cái tiếng Hán của anh ấy, cái thời gian học tiếng Hán của anh ấy thì không được dài. Thế nhưng mà tiếng Hán của anh ấy nói rất là lưu loát. Tha khan nhủy, xuế tớ sứ chén bù tráng, bú quả khan nhủy tha xua tớ khẩn, liều lị. Tiểu, tha yên quầy yào trải Trung Quốc công dụ, suy xuế xí khan nhủy. Anh ấy bởi vì là phải làm việc tại Trung Quốc, thế nên là học tiếng Hán. Tha yên quầy yào trải Trung Quốc công dụ, suy xuế xí khan nhủy. Thứ liệu, yên quầy tha xuế xí khẩn nụ lị, suy xuế tớ khẩn khảo. Bởi vì là cô ấy học rất là nỗ lực, thế nên là học rất là tốt. Yên quầy thay xuế xí khẩn nụ lị, suy xuế tớ khẩn khảo. Tí chi, yên quầy chín thiên thay yêu chú tỏ, vô chiều bú rạng thay chỉ lái lợ. Bởi vì ngày hôm nay anh ấy lại đến muộn, thế nên là tôi không cho anh ấy đi vào nữa.
因为今天他又迟到，我们就不让他进来了。第八，虽然外边很冷，但是屋子里很暖和。tuy rằng bên ngoài rất là lạnh, thế nhưng ở trong phòng rất là ấm áp. Suy ra ngoài bên khẩn lẩn, ta sư u chư lì khẩn, khẩn nguồn khô. Thứ chủ, yào sư xa ủy, xa ủ, ủ mần bú chư cung yuán lọ. Nếu như trời mưa, thì buổi chiều chúng tôi không đi công viên nữa. Yào sư xa ủy, xa ủ, ủ mần bú chư cung yuán lọ. Thứ sư, suy ra ngô khẩn chẳng bác trụ thà, ta sư bú chư tạo, chẳng mấy ạ. Trái nắng phong trụ tha. Tuy là tôi rất là muốn là giúp đỡ cô ấy, nhưng mà không biết làm thế nào mà có thể giúp đỡ được cô ấy. Suy rán ngũ khấn chẳng phong trụ tha, ta sư bù chư tạo chẩm yạm. Bù chư tạo chẩm yạm, trái nắng phong trụ tha. Chẩm yạm này nó là từ viết tắt của từ chẩm yạm. Người ta có thể nói chẩm yạm cũng được. Thấy quen miệng vẫn cứ nói là chẩm yạm. Thứ sáu, hoàn thành sau đây câu từ, hoàn thành các câu sau. Vì tôi không nỗ lực học tập, suy nghĩ khảo sự thành tích không cao. Bởi vì là tôi không nỗ lực học tập, thế nên là cái thành tích thi thì không được cao. Vì tôi không nỗ lực học tập, suy nghĩ khảo sự thành tích không cao. Hai, nếu như bạn thật sự như vậy, tôi sẽ không có câu gì để nói nữa. Nếu như bạn thực sự là nghĩ như vậy, thì tôi không có câu gì để nói nữa. Nếu như bạn thật sự như vậy, tôi sẽ không có câu gì để nói nữa. 虽然汉语很难，但是我很喜欢研究。tuy rằng tiếng Hàn rất là khó, nhưng tôi rất là thích nghiên cứu. 虽然汉语很难，但是我很喜欢研究。因为我觉得不舒服，所以要休息一会儿。bởi vì tôi cảm thấy không được khỏe, thế nên tôi phải nghỉ ngơi một lát. 因为我觉得不舒服，所以要休息一会儿。第五，你只要多听、多说、多写，就能学好汉语。bạn chỉ cần là nghe nhiều, nói nhiều, viết nhiều là có thể học tốt tiếng Hán. Thì liệu, vì tôi của mama bị trọng chú viện rồi, suy yếu yếu hồi cha khăn của mama. Bởi vì là mẹ của tôi bị bệnh nặng nhập viện rồi, thế nên là tôi phải về nhà thăm mẹ. Vì tôi của mama bị trọng chú viện rồi, suy yếu yếu hồi cha khăn của mama. Bảy, suy rán ta khăn chữ xỉa tờ bù hảo, ta sư của pha yên pha tờ bù chuẩn. Bởi vì là cái chữ Hán của anh ấy viết rất là không tốt, thế nhưng mà cái phát âm của anh ấy thì lại phát âm rất là chuẩn. Suy rán ta khan chữ xỉa tớ bù khảo khăn, tan sư ta pha yên pha tớ khẩn chuẩn. Trước mùa yếu khung tớ sứ khẩu, vừa chịu cân phóng yếu truy lửa yếu. Cuối tuần khi mà có thời gian rảnh rỗi thì tôi bèn cùng bạn bè đi du lịch. Trước mùa yếu khung tớ sứ khẩu, vừa chịu cân phóng yếu truy lửa yếu. Dùng sổ thí cùng tờ chữ ủy trao trụy, dùng những từ gợi ý để đặt câu. Trại yếu chú ý, yếu khẩn tôi yếu phèo, yếu Trung Quốc tờ, Rư Bẩn tờ, Mỹ Quốc tờ, tấn tầng. Thì ở bưu điện có rất nhiều là tem, có tem Trung Quốc, có tem Nhật Bản, có tem của Mỹ, vân vân. Thì nói lại. Trại yếu chú ý, yếu khẩn tôi yếu phèo, yếu Trung Quốc tờ, Rư Bẩn tờ, Mỹ Quốc tờ, tấn tầng. Tiếp theo câu 2. Trại công viên lì, có khẩn tố rấn, yếu tờ trại sàn bù, yếu tờ trại tả chuyến, yếu tờ trại phang phong trừng, tấn tầng, tấn tầng nè. Ở trong công viên thì có rất nhiều người, có người thì đang đi bộ, có người thì đang đánh quyền, có người thì đang thả diều, vân vân. Câu 3. 下课了，有的去操场，有的去厕所，有去有的去阅览室。tan học rồi, có người thì đi ra sân vận động, có người thì đi nhà vệ sinh, có người thì đi đến phòng phòng đọc. Ở đây thì ghi chữ thiếu chữ hiểu tờ, đây ghi bổ sung như thầy. Câu 4. Tôi đi khán phòng tự, diện tích không thay đa, hoàn cảnh thay loạn. 那光线不好，我不喜欢。tôi đi xem căn hộ thì diện tích thì quá là nhỏ, môi trường thì quá là loạn, cái ánh sáng mặt trời thì lại không được tốt, tôi không thích. 我去看房子，面积太小，环境太乱，光线不好，我不喜欢。好，接着第五，câu 5。孩子还等妈妈回来睡觉呢，
Những đứa trẻ vẫn đang đợi mẹ trở về để ngủ. Khái chữ khái tầng ma mạ khối lái suy chẹo nữa. Tú khẩu khối táo vận thí, đọc xong trả lời câu hỏi. Lão sư sẽ kể nị phát đi ý chả. Thầy sẽ dịch chúng ta một lượt. Lão sư, thầy giáo. Mấy lán phang, mấy lán, Mỹ Lan Phương. 1984 到一九一九六十一九六十一sinh năm 1894 mất năm 1961 是中国最有名的京剧演员，là một diễn viên kinh kịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc. 有一次他在一家剧场表演，có một lần thì cô ấy biểu diễn ở cái kịch trường. Khai sĩ đờ rấn mấn phu thiến tờ treo hảo. Những cái người mà xem kịch ấy thì không ngừng bảo là tốt, không ngừng hô hào bảo là tốt. Khu rán truy sản khâu miện dầu ý cơ lão rấn khản lơ lẻng sân phu hảo. Thế nhưng đột nhiên ở phía sau kịch trường lại có một người già và ông cụ hét lên rằng không tốt, không tốt. Mấy lán phang chẳng Mỹ Lan Phương nghĩ rằng vũ giản là chưa mơ tô nén xì khái mấy hiểu rấn sô của bù hảo. Mình đã diễn được bao nhiêu năm như vậy rồi, chẳng có ai lại nói là không tốt. Xin thiên sư trở mơ khối sư nọ, không biết hôm nay là có việc gì vậy. Biểu diễn là chiến sư ủy khẩu. Sau khi cái buổi biểu diễn kết thúc, thay chèo rấn khai trở tư chỉ tờ trưa. Cô ấy bảo người lái chiếc xe của mình đi, chỉnh na cơ lão rấn tàu là tha tờ cha lý, và mời cái ông cụ đó đến nhà của cô ấy. Cơ cơ chi chỉ tờ tuệ lão rấn xua, rất là khách khí để nói chuyện với ông cụ đó, rất là khách khí. Cái của thí ý chèn tờ rấn là chiêu sư của lão sư. Cái người mà đưa ra ý kiến cho tôi ấy, chính là thầy giáo của tôi. Nín xua của diễn tớ bu hảo, và ngài lại nói rằng tôi diễn không được tốt. Chỉnh nín tua băng chủ, vậy thì ngài hãy giúp đỡ một chút đi, giúp đỡ nhiều hơn đi. Lão sen sân khan tỏ mấy lán phang chưa mở cửa chị. Và ông già đó khi nhìn thấy Mỹ Lan Phương khách khí đến như vậy, rất lịch sự như vậy, chịu xua thì phải nói. Biểu diễn sang lầu sư chi bù, biểu diễn thượng lầu thì là 7 bước, xa lầu sư 3 bù, hạ lầu thì là 8 bước. Nếu quên sở ma tâu sư 3 bù nữa, thế còn cháu tại sao lại đều là 8 bước vậy? Mấy lán phang ý thiên, Mỹ Lan Phương vừa nghe, chưa chứ tỏ chứ chỉ diễn chua lợ, thì biết rằng bản thân là đã diễn nhầm rồi. Máng xua vội nói, xin xin ní lợ, xin xin ní lợ. Cảm ơn ngài. Ý khâu sau này, mấy lán phang chủ yếu chi nà cơ tì phẳng biểu diễn, chứ chỉnh nà huệ lão xuyên sân chứ khăn thà tơ xì, chỉnh thà thí ý chen. Và sau này Mỹ Lan Phương chỉ cần là đi đến chỗ đó để diễn thì đều mời vị tiên sinh đó đến xem cô ấy diễn, và mời bác đó đưa ra ý kiến. Chữ này thì họ bây giờ tha nữ là sai, vì ở đây ghi xe sân là nam thì đây phải là nam chứ không phải là nữ. Thì Mỹ Lan Phương sử sấy, Mỹ Lan Phương, Mai Lan Phương là ai? Ta sư Trung Quốc chơi hiểu miếng tờ chinh trị diễn viên. Cô ấy là diễn viên kinh kịch nổi tiếng nhất Trung Quốc. Mấy lán phang mấy sư biểu diễn là tâu khấn khảo mà. Mai Lan Phương mỗi lần biểu diễn đều rất là tốt, có đúng không? Bù sư nào, không phải như vậy. Nhiều ý sư khái diễn chua lờ. Sang lầu chi phụ chứng ba phụ. Có lần thì diễn sai mất là cái thượng lầu là 7 bước thành 8 bước.
第三, 为什么那位老人说梅兰芳演得不好? Tại sao ông cụ đó lại nói rằng là Mai Lan Phương là diễn không được tốt? Ta rất quý biểu diễn sang lầu sư chi bù, xa lầu sư ba bù. Ông ấy cho rằng là khi mà biểu diễn ấy, thì thượng lầu là 7 bước, còn hạ lầu thì là 8 bước. Ta tha tâu sư ba bù, cô ấy thì đều là 8 bước. Thì chi? Mấy lán phang tôi... Kể tha thí ý chuyện tờ rấn sở mấy ạ? Mai Lan Phương thì như thế nào đối với cái người mà đưa ra ý kiến của cô? Thác hấn cản xìa nó quẩy đảo rấn, cô ấy rất là cảm ơn cái ông cụ đó. Mấy sư giản chu tâu chỉnh tha lái thí ý chuyện. Và mỗi lần diễn xuất thì đều mời ông ấy đến để đưa ra ý kiến. Thác hấn cản xìa nó quẩy đảo rấn, mỗi sự diễn xuất đều chỉnh tha lái thí ý kiến. Thì cô ấy rất là cảm ơn cái ông cụ đó, và mỗi lần biểu diễn thì đều mời ông ấy đến để đưa ra ý kiến. Mấy cụ đưa ra ý kiến. Họ phát toàn trường ngủ, chọn đúng sai, chúng ta sẽ dịch nội dung một bài khóa này. Trung Quốc trà, tức là trà Trung Quốc. Trung Quốc là trà de gu xiang. Trung Quốc là quê hương của trà. Trà dê chơi chảo bây tăng chua yào trái sử dụng. Trà, lá trà từ đầu tiên là được dùng làm để cái vị thuốc. Tăng chua là làm, còn yào trái tức là vị thuốc sử dụng và sử dụng. Trà đầu tiên được sử dụng làm vị thuốc. Câu lại trái bây tăng chua ỉn lèo, sau này thì mới được dùng làm cái thực phẩm để uống, đồ uống, ỉn lèo, đồ uống. Chảo trải lẻng chen tua nén chén, sớm cách đây 2000 năm trước, cách đây 2000 năm trước Trung Quốc rấn chịu hiểu là khơ trá từ xí quản, người Trung Quốc thì có cái thói quen là uống trà. Hiện tại trà dễ ý chuyên trở là Trung Quốc rấn sinh hoạt chung tờ bi suy phỉnh. Bây giờ thì trà đã trở thành cái thực phẩm tất yếu trong cuộc sống của người Trung Quốc. Rấn mận chẳng dùng trà lái trao tải phấn nhiều khớ khở rấn. Mọi người thì thường dùng trà để tiếp đãi bạn bè và khách hàng và các vị khách. Trung Quốc trà ăn gia công phang phả chủ yếu phân quấy lụy trà, khống trà, khay trà, chinh trà tầng. Người Trung Quốc dựa vào, ăn là dựa vào, gia công tức là gia công, phao phả là biện pháp. Thì người Trung Quốc dựa vào các cái phương pháp gia công để chủ yếu phân loại thành là trà xanh này, trà đỏ này, trà đen này và trà thanh cũng là dạng trà xanh nhưng mà xanh da trời. Thứ nhất đấy là trà de gu xiang sự Trung Quốc, quê hương của trà đấy là Trung Quốc đúng. Thứ hai, trà sư yào bù sư yǐn liào, trà là thuốc chứ không phải là đồ uống, cái này là sai. Trước nó là thuốc, sau đây nó là đồ uống. Và Trung Quốc rấn phê trắng xỉ khoan khơ trà, người Trung Quốc thì vô cùng thích uống trà đúng. Trung Quốc y cung hiểu lụy trà, khống trà, khay trà, chinh trà sư chủng trà thì là Trung Quốc tổng cộng là có 4 loại trà, đấy là trà xanh lục, trà đỏ, trà đen và trà xanh lam. Thì cái này là sai, bởi vì là chủ yếu phân quấy, cái đoạn này là chủ yếu chia thành, người ta lưu ý chủ yếu phân quấy là có số ước lượng chứ không phải là cố định, mà không phải là ý cung. Hậu chẳng tới đây rồi, xem chẳng tao chưa. Để có thể tự học tiếng Trung một cách tốt nhất thì chúng ta truy cập vào trang web của tôi vào phần tự học, sau đó vào phần video chủ đề Hán ngữ thì các nội dung tôi đã để đầy đủ ở đây. Hậu chúc niềm mới sinh thì chen cao quan sư rủi, chào chào.